một dãy chuồng nhỏ lẻ với 1.000 con gà, nâng quy mô lên 6 dãy chuồng với hơn 2 vạn gà mỗi tháng. Những kinh nghiệm chăn nuôi vững chắc, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là những thay đổi của anh Dương Văn Liên sau 2 năm tham gia chương trình khởi nghiệp kênh VTC16. Thời gian qua, ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và diễn biến bất thường của thời tiết, anh Liên đang chăn nuôi như thế nào? Chuyên gia sẽ tư vấn cho anh ra sao? Cùng đón xem trong chương trình khởi nghiệp hôm nay. Anh Dương Văn Liên tham gia khởi nghiệp từ tháng 10 năm 2020 sau chuyến khảo sát của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Khi ấy, anh đang xây dựng chuồng trại với số vốn đăng ký là 500 triệu đồng. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã hướng dẫn anh cách thiết kế chuồng theo tiêu chuẩn. Sau đó một tháng, chương trình quay trở lại kiểm tra, chuyên gia góp ý cho anh Liên những vấn đề cần sửa chữa và bố trí máng ăn, máng uống phù hợp. Từ đó, anh Liên tiến hành nuôi lứa gà đầu tiên với một quy trình chăn nuôi bài bản. Thưa quý vị và bà con, hiện tại thì chương trình khởi nghiệp đang có mặt ở xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và để tới thăm cái mô hình nuôi gà của anh Lê Văn Liên. Và chuyên gia là sau 6 tháng thì mình mới quay trở lại cái trang trại nuôi gà của anh Liên. Thì chuyên gia có đánh giá như thế nào về cái hộ chăn nuôi này ạ? Hộ gia đình anh Liên thì chúng tôi theo dõi cũng được khoảng đến thời điểm này là được khoảng hơn 3 năm rồi. Thấy anh ấy làm là khá là chắc và rất bài bản. Trước hết là về cái quy mô chuồng nuôi cũng như trang thiết bị là rất là tốt. Thứ hai nữa là cái số lượng gà nuôi là luôn luôn nhiều. Đấy, bình thường là anh ấy có thể nuôi dù bất cứ cái thời tiết nào. Đấy, anh ấy không lệ thuộc vào thời tiết, gần như là gà bán quanh năm từ 5 cho đến 6.000 con. Đấy. Và năm nay anh ấy báo với tôi là xây thêm 2 cái dãy chuồng nữa và đến bây giờ sang năm 3 rưỡi là được 6. Và tôi tính là nếu như cứ quay vòng 6 vòng chuồng này mỗi lứa là 2.000 con thì anh Liên nếu như làm tốt 2022 này có thể xuất ra thị trường được khoảng 10 lứa gà tương đương với lại 24.000. Và để xem là hộ chăn nuôi nhà anh Liên chăn nuôi hiệu quả như thế nào, xin mời quý vị và bà con hãy cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đàn gà 3.000 con của anh Liên chỉ còn 1 tháng nữa là đến thời điểm xuất bán. Một năm vừa qua, anh Liên đã bị thua lỗ vì giá gà xuống thấp. Còn hiện nay, dịch Covid-19 đã bớt căng thẳng. Liệu tình hình chăn nuôi của anh có được khả quan hơn? Mình chăn nuôi thì nó bị cái năm ngoái kia đấy, thua lỗ vì cái giá cả thị trường nó kém. Nhưng mà như nói về năm nay thì sang năm nay thì bắt đầu cái giá chăn nuôi, hộ chăn nuôi thì đang ở cái thời điểm là giá gà đang ở 70. Thì theo như bà con nhà chăn nuôi là như thế này thì nó mới có lò lãi một tí. Hiện nay, giá gà đã nhích lên, tình hình chăn nuôi của anh Liên và nhiều bà con đã phấn khởi hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo có lợi nhuận cao, anh Liên cần chăm sóc đàn gà hiệu quả tránh thất thoát. Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng đàn gà. Nhưng trước tiên, chuyên gia sẽ kiểm tra môi trường chăn nuôi. Đây này, cái đệm lót mà Liên mà giữ được cái đệm lót như thế này là rất là tốt đây này. Đấy, cái tiêu chuẩn của đệm lót nhá, anh nói lại với em nhé, để sau này mà em cứ thế em triển khai. Thứ nhất là cái chấu của em phải đổ nó tương đối dày một tí, chứ em mà đổ mỏng là khi con gà nó đi lên chấu là nó không bới được. Nhưng chấu là mình chỉ cần đổ tầm nó, chiều dày nó chỉ cần thế này thôi. Thế nhưng mà khi mình vào mình kiểm tra đệm lót thì cái tiêu chuẩn thứ nhất là đệm lót nó tơi rời này. Tơi rời và nó khô. Tiêu chuẩn thứ hai là khô. Thứ ba là dẫm trên này, dẫm đây là nó xốp, nó không bị bết. Đấy. Thế mà khi nó khô, nó tơi rời, nó xốp này, nó không bị bết thì có nghĩa là nó không hôi, không thối. Đấy thì nó ảnh hưởng ngay. Đấy, con gà nó sống ở trên đột lót này là nó rất là sạch. Đấy. Nó sẽ rất sạch. Đấy. Thì nó mới khỏe được. Chứ nếu không mà đột lót mà ướt ấy là con gà của nhà em là sẽ bị bệnh CRD ngay. Rồi bị bệnh cô ly ngay. Vì cái gà này mình có thả đâu, mình gần như mình nuôi nhốt suốt ngày trong nhà mà. Còn thích thả thì mình cứ thả ra thôi, không sao cả. Buổi chiều mát thì cứ thả ra. Đấy. Còn nếu mà nó không ra thì mình cứ nhốt ở trong nhà. Vì gà này nó có cái hay cái chỗ đấy. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Đệm lót sinh học từ trấu sẽ làm dính kết và che phủ phần gà tốt nhất. Đặc biệt với việc anh Liên đều đặn sử dụng men vi sinh rắc lên nền chuồng. Qua thời gian ngắn, khi được gà đào bới, nền chuồng này luôn đảm bảo khô ráo sạch sẽ, diệt được vi khuẩn phát sinh trong phân gà, khử bớt mùi hôi thối cũng như hạn chế được cả vi khuẩn trong không khí xâm hại gà nuôi. Mặt khác, đệm lót sinh học tốt sẽ đảm bảo được nền chuồng không bị ẩm ướt khi gặp thời tiết nồm ẩm kéo dài. Vậy đàn gà của anh Liên liệu có phát triển tốt trong điều kiện môi trường này? Đây là cái giống gà lai chọi, kiểm tra xem nhé. Nói chung là gà cầm chắc tay lắm. Em nhìn con gà đây này, lườn nó đầy thế này cơ mà. Lườn này, lườn đầy, tròn lườn này, rất tròn lườn. Đấy, sờ và rất là có thịt, đùi chắc. Đấy, gà mái này là được rồi em ạ. Đấy, còn gà trống thì tất nhiên. Gà trống như thế này là lườn này là cũng đẹp rồi. Gà trống thì cái lườn của nó không thể như gà mái được. Đấy, nhưng mà thế này là đầy lườn rồi. Không, mình đừng nhầm to, lườn này là đẹp rồi, ổn rồi, tốt rồi. Bây giờ nuôi 90 ngày thì cố gắng là mình nuôi đến khoảng độ 15-20 ngày nữa là có thể gọi khách xuất được. Về giá hiện nay cũng bán tốt mà, 70.000 mà. 2.500 con thì trừ đầu trừ đuôi các thứ đi rồi, hao hụt đi rồi thì được 40 triệu một chuồng. Được không? Được chứ sao không được. Giá gà năm nay là được. Đấy. Thôi rồi cố gắng nuôi tranh thủ trong cái năm nay nó được giá gà đi. Tranh thủ thu để bù vào những cái năm Covid. Mất 2 năm Covid là chả được mấy đâu. Chật vật quá. Bán giá rẻ mà thu không được mấy. Theo chuyên gia Sơn, chăn nuôi gà vất vả nhất là trong mùa nóng, vì gà không những không có tuyến bồ hôi để thoát nhiệt mà còn có bộ lông dày, càng làm chúng thêm khó chịu trong mùa hè oi bức. Vì thế gà dễ bị chết nhiệt, giảm ăn để kháng yếu trong mùa nóng. Lường trước vấn đề này, chuyên gia Sơn cũng đã hướng dẫn anh Liên một số biện pháp cụ thể để hạn chế tình trạng chết nhiệt cho gà, từ việc thiết kế chuồng trại cho đến vệ sinh, dinh dưỡng hợp lý. Cái nuôi gà mùa hè mà nhất là vào những cái tuổi lớn thế này này, em muốn cho con gà nó ăn nhiều thì em phải biết cái cách phân phối thức ăn. Đấy, thì cố gắng làm sao mình cứ cho ăn 2 lần thôi. Vào lần thứ nhất là ăn vào lúc coi như 5:30 sáng, lúc mặt trời chuẩn bị mọc thì em sẽ cho ăn. Ăn sau rồi đến khoảng độ 9 giờ thì con gà nó sẽ không bị nóng, chứ mình đừng cho ăn 7 giờ, nó nóng quá là nó sẽ bỏ ăn. Thế và buổi chiều là mình sẽ chọn cái lúc khi mặt trời nó lặn thì mình sẽ cho ăn. Sau và còn nó không ăn hết thì bật điện lên, đến 9 giờ là mình tắt đi. Thế còn lượng ăn thì em cứ tính thế này. Em cân cái đàn gà này lên đấy khoảng độ vài con, em lấy cái khối lượng trung bình. Ví dụ như con gà trống của em hiện nay là 2,5 cân, con mái là 2 cân, thì có nghĩa là đàn gà của em là được bao nhiêu? Là được 2,2 cân. 2,2 cân đấy em cứ nhân với 5%. Thì mỗi một con gà này nó sẽ ăn được là từ 1,1 lạng cho đến 1,2 lạng. Thì nếu mình nuôi 2.000 gà thì một ngày cái đàn gà này nó sẽ ăn cỡ khoảng độ 2,4 tạ. 2,4 tạ thì em lấy 70%. Đấy, 2,4 nhân với 70% hoặc là 60%. Em đổ vào buổi sáng. Thế còn lại là cái phần 40% thì em đổ vào buổi chiều. Và đấy cái cách thì mình mới biết được cái lượng gà của mình ăn nó đã đủ chưa. Thế còn nếu mà em tính mà nó ăn 1,1 lạng mà thấy mà nó ăn nhanh hết thì có nghĩa là sức ăn nó còn tăng lên thì mình lại cho thêm vào, mà nếu nó ăn kém thì mình lại giảm đi. Nhưng mà cứ lấy 1,1 lạng là cái chuẩn đối với cái tuổi này. Thì đấy, từ ngày mai làm thế nhá. Trong khu chuồng, anh Liên cũng sử dụng quạt để làm mát cho gà, nhưng dường như chúng không có tác dụng. Quạt thì quạt xuôi chiều cho cái kia, cái này ngược chiều nhau. Thưa quý vị, mặc dù ở đây anh Liên đã sử dụng các biện pháp để có thể chống nóng cho gà, tuy nhiên là có vẻ như chuyên gia Sơn vẫn không hài lòng. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị hãy tiếp tục cùng theo dõi những tư vấn của chuyên gia. Cái việc chống nóng thì mái của nhà em đây là tôn lạnh rồi thì không ngại lắm. Nhưng mà nếu mà hôm nào mà nóng quá là mình vẫn phải phun mưa trên mái. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng các cái hệ thống quạt đứng như kia để mình thổi. Thế thì ở đây của em có 3 cái quạt thì em phải chia ra làm 3 khoang, nhưng mà quạt của mình thì cố gắng làm sao là phải thổi vào đàn gà. Thổi vào đàn gà chứ, cái quạt này là thổi là gió sẽ ra ngoài này, sẽ mất hết gió. Thổi vào đàn gà, thế mà quạt là phải quạt cùng một chiều hết. Đã thổi về thổi hết về đằng kia, chứ cái kia thổi xuống, cái này thổi lên thì đá nhau à? Không được. Dùng cái quạt này là tốt lắm rồi, cái quạt này là cái quạt chống nóng tốt rồi. Cái kệ cộng với lại cái phun mưa trên mái này là được rồi. Thế thôi. Có cái dàn là phun mưa trên này đỡ bao nhiêu. Phun mưa trên mái. Thế còn ở đây của nhà em ở đây này nó có cái vườn cây này, nếu mà nó nóng quá thì mình thả nó ra cái vườn cây kia. Nhưng mà khi thả ra nhá, khi thả gà này ra ngoài vườn cây là mang ăn mang uống là phải đi theo luôn. Chứ không phải là thả ra mà không có mang ăn mang uống là con gà sẽ nhìn xuông cả ngày. Đấy. Tại trang trại, mỗi khu chuồng, anh Liên đều thiết kế hệ thống làm mát trên mái chuồng. Vào những ngày nóng bức, nước sẽ được phun để giảm nhiệt từ trên mái, giúp gà ổn định thân nhiệt. Về vấn đề nóng này mình đã có hệ thống tưới nước rồi, quạt, rồi thì sáng là mình đã bổ sung xê điện giải rồi, cho con gà ngay từ ban đầu buổi sáng rồi. Thế sáng sớm là đã phải chăn rồi, đến tầm 9-10 giờ đã hết cám trong chuồng rồi, thì con gà nó mới ổn định được. Chứ không có là mình không làm được cái việc đó là con gà nó sẽ bị tầm 10-12 giờ trưa nó sẽ lăn ra nó chết nữa, vì nó nóng quá. Mấy cái năm trước chuyên gia chưa về anh đã bị rồi, bị chết nhiều chứ. Cái lúc đấy nó chưa có dàn tưới nước, chưa biết thế nào cả. Tôi thấy là gia đình cũng đã có bổ sung thêm cái trang thiết bị về chống nóng mà các gia đình hiện nay tôi đi là gần chưa có. Và trong cái tư duy của chúng tôi sắp tới tôi cũng sẽ đưa cái chi tiết này vào để làm mới thêm về cái công tác chống nóng cho chuồng nuôi, thì nó sẽ giảm được cái hiệu quả về stress nhiệt trong mùa hè. Hiện tại, anh Liên còn một lứa gà nhỏ nuôi được 2 tháng tuổi. Trong tình hình giá thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, chuyên gia Sơn khuyên anh Liên nên phối trộn thức ăn cho gà và sử dụng vào giai đoạn gà lớn để tiết kiệm chi phí thức ăn, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Em cứ nuôi cái bọn này vì hôm nay nó mới được có 8 tuần. Nếu mình nuôi mà 100 ngày thì nó tương đương với lại 15 tuần. Thì em nuôi cái bọn này thêm đến khoảng độ 2 tuần nữa bằng ăn cám của họ, xong bắt đầu là từ tuần thứ 11 trở đi cho đến tuần thứ 15. Đấy, là mình ăn cám từ trộn. Đấy, cho nên sau này nuôi nếu mà mình làm cám từ trộn thì nó chỉ nhỉnh hơn các bọn này một tí, là lùi về là mình ăn bằng cám mua. Đấy thì nhỉnh luôn bạn này về thì anh tính là nó có vào khoảng độ 60%. Thì nó ăn hết chỉ được có 7 cân cám, nhưng mà cái giai đoạn coi như là 4 tuần cuối này cũng ăn 7 cân cám. Đấy thì là giảm chi phí rất nhiều luôn. Công thức phối trộn thức ăn cho đàn gà từ 60 đến 100 ngày tuổi được chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đưa ra cho anh Liên như sau. Cám ngô 62%, cám gạo hoặc gạo lật 15%, cám đậm đặc 23%, dầu ăn. Các nguyên liệu được xay nhỏ trộn đều, cứ 100 kg thức ăn phối trộn thì cho khoảng 0,7 đến 1 lít dầu ăn và trộn ẩm, ép viên để cho gà ăn. Theo tính toán, cách phối trộn này sẽ giúp giảm chi phí từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg cám, tức là giảm từ 7 đến 8 triệu đồng trên 1.000 gà mỗi lứa. Hôm nay là trao đổi với em một cái cách gọi là giảm chi phí thức ăn trong chăn nuôi. Thế thì bao giờ làm được? Chắc cũng được không? Cái này thì cái này đến Tết có làm được chương trình nào? Chắc là Tết phải thành công. Thế là bắt tay nhá. Cố gắng nhá. Vâng, cố gắng. Cố gắng là tiền Tết sẽ hoàn thành thì sẽ được chăn phối trộn. Để cuối năm lên chiêu đãi giảm chi phí. Chắc tháng đấy vì anh em Cẩm Thủy Thanh Hóa là làm theo tôi là thắng lợi lắm. Sau những cái thời gian làm gà, tích lũy được một số vốn và có lợi nhuận thì bây giờ cũng đã mạnh dạn sắm sửa cho gia đình được một số cái tài sản lớn để phục vụ cho cái sinh hoạt. Đấy cũng là một cái người nông dân tiến bộ. Đấy, mà các hộ gia đình hiện nay tham gia trong cái nhóm khởi nghiệp là cần phải có những cái gọi là cái đổi mới tí, đúng không? Làm thì phải biết hưởng thụ như thế này. Chuyên gia về giúp đỡ nữa là mình yên tâm, quá yên tâm rồi. Chăn nuôi cứ bà con cứ thế là chăn nuôi thôi. Tất cả gia đình là tập trung vào chăn nuôi để kiếm lợi nhuận sau này nữa. Từ người nông dân còn thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, giờ đây anh Liên đã vững vàng hơn sau 2 năm tham gia khởi nghiệp. Hy vọng rằng mỗi ngày, những kinh nghiệm được chuyên gia truyền tải sẽ ngày càng được anh tích lũy để ứng biến với những khó khăn của thị trường, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho mình và giúp đỡ nhiều bà con nông dân tại địa phương cùng phát triển bền vững từ chăn nuôi trên mảnh đất quê hương.